Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập C1, trang 65, sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau, có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên? Muốn trả lời được bài tập này thì các em hãy quan sát lại hình 21.1A, đây là hình ảnh mô phỏng thí nghiệm bố trí. Như thế nào? Ở đây chúng ta thấy ngay là một thanh thép có một đầu được vít chặt, chắc chắn với một chiếc ốc rất là to. Đầu còn lại thì gắn vào một chốt ngang có kích thước nhỏ. Sau đó thì người ta tiến hành dùng một bông tẩm cồn đốt thật nóng thanh thép. Và các em biết thanh thép là một chất rắn. Vậy thì khi mà nó nóng lên, nó sẽ lở ra. Và chúng ta có thể cảm nhận ngay được sự lở ra của thanh thép này. Đó là chiều dài của thanh thép sẽ dài hơn ban đầu. Và đương nhiên khi thanh thép dài ra thì một đầu đã được ốc vặn chặt rồi, nó không thể đẩy cái ốc này ra ngoài, mà nó chỉ còn có thể đẩy ra về phía đằng đầu có chốt ngang. Chính vì sự dài ra của thanh thép đẩy lên chốt ngang, lên thanh thép đã tác dụng một lực lên chốt ngang làm cho chốt ngang cong đi. Rồi như vậy hiện tượng xảy ra ở đây chính là chúng ta thấy thanh thép dài ra đẩy lên chốt ngang và chốt ngang bị cong đi, thậm chí là nó có thể gãy luôn cả chốt ngang. Như vậy thì các em có thể ghi lại câu trả lời. Đó là khi thanh thép nóng lên, thì nó sẽ lở dài ra. Vì một đầu đã được siết chặt bởi ốc. Một đầu gắn với chốt ngang. Mà chúng ta nhìn thấy trong hình ảnh thì chốt ngang có kích thước khá là nhỏ. Bởi vậy thì thanh thép dài ra sẽ đẩy lên chốt ngang. Từ đó mà làm cho chốt ngang bị cong đi. Thậm chí là bị gãy. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong bài tập C1.